Chào mừng toàn thể quý khách đã đến với kênh YouTube của Gỗ Việt Bắc. Và hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp trời tại cơ sở 2 của Gỗ Việt Bắc, địa chỉ ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đội ngũ của Gỗ Việt Bắc thì vừa mới kê một bộ trường kỷ đại bằng chất liệu là gỗ cẩm hồng ra ngoài sân đây rất là sáng sủa để quay thật là chi tiết và rõ ràng cho tất cả anh chị theo dõi qua màn ảnh. Bộ này nhà em thì mới hoàn thiện xong tại cơ sở 1 và chuyển vào cơ sở 2. Bộ trường kỷ này được làm từ chất liệu là gỗ cẩm hồng, gồm có 4 món: hai chiếc ghế đoản dài, một bàn và một đôn đầu bàn. Đấy. Và 100% phôi gỗ cẩm hồng để làm nên một bộ trường kỷ này thì đều được bóc tách từ những tấm gỗ bắp bìa của những cây gỗ cẩm hồng với đường kính rất lớn, tối thiểu từ 1,5 m trở lên. Đấy, các bác thì cũng biết rồi, nhà em thì chuyên xẻ chiếu mà. Thì còn hạng bắp bìa nhá, nhà em để khô tự nhiên, xẻ sáo sắp gỗ ra để khô tự nhiên chứ không sấy ép gỗ, sau đó mới tiến hành làm đồ gỗ mỹ nghệ. Vì vậy mà cái độ khô của những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tại cơ sở nhà em thì đạt cái độ khô gần 100% rồi các bác ạ. Đây là một bộ trường kỷ đại được chọn lựa vân chun rất là đẹp, không chỉ đồng vân mà còn đồng điệu nhau cả về màu sắc. Màu sắc ở đây đều là full màu trần của gỗ nha các bác nhé. Và chiếc ghế đoản dài này của bên em thì có kích thước chiều dài phủ bì là 2m26. Đấy, kích thước rất là to, kích thước đại đấy các bác ạ. Đây này, để em đo cho các bác xem lòng ghế. Lòng ghế của nó là rộng được là 50cm nha các bác nhé. Và ghế này của nó là dày 2 chỉ. Dày 2 chỉ, sau khi hoàn thiện là còn 2 chỉ đấy ạ. Mặt đấy rất đẹp, không có một tí tì vết nào. Riêng hàng đồ gỗ mỹ nghệ như thế này thì không phải là những cái tấm gỗ quá to, vì vậy mà nhà em chọn lựa được những cái hàng nó đẹp gần như là tuyệt đối các bác ạ. Đấy, mặt tràn nhá, vân chun rất đẹp đấy. Và đặc biệt là bộ này thì làm đã là đại rồi nhưng mà còn làm to hơn những bộ thông thường. Đây để em xem nào, vai đây nhá các bác nhá, vai của nó đây dày 17,5 phân. Đấy, à chiều rộng này của nó là 17,5 phân. Và độ dày của nó là 7,5 phân các bác ạ. Đấy. Riêng vai ghế này rộng là 17,5 và dày là 7,5. Tay ghế đây, đo cho các bác xem luôn. Tay ghế ở đây là được đây nhìn hơi xéo này, 15,5, 15,5, và độ dày của nó cũng là tầm 7,5. Độ dày của nó là 6,5 các bác ạ. Đây, độ dày của tay ghế 6,5 nhá các bác nhá. Rất là to. Và đặc biệt là cái chiếc mặt bàn này của Gỗ Việt Bắc này. Bàn này bình thường nhà em làm đối với những bộ cẩm lai thì làm với cái chiều dài là 1m25 và rộng là 55cm, nhưng mặt bàn này đang làm kích thước rất là to, to hơn rất nhiều. Chiều dài của nó là 1m3 và chiều rộng là 60cm. Chắc chắn là mặt bàn và mặt đôn thì đều được bên em tặng cho các bác một chiếc kính rồi. Đôn này thì chiều rộng là 45 này, rộng cũng là 60cm. Một chiếc đôn kẹp đầu bàn. Đấy các bác thấy không, từ vân mặt ghế đến vân mặt bàn này rất là đẹp và đều nhau. Một chiếc ghế bên còn lại cũng vậy, cực kỳ đẹp. Và vách tựa ở đây thì bên em được họa tiết hai mặt tùng, trúc, cúc mai và đào lê thủ lựu, đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông các bác nhé. Cái này thì là một cái tích tục mà quá quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi. Hiện tại đây là đang có một chút ánh nắng chiếu vào này, nên làm những cái phần mà có nắng chiếu vào trông nó sáng hơn. Còn nó màu của nó thì các bác yên tâm là rất đẹp và đều nhau. Đấy. Mặt trước đục đào lê thủ lựu thì đằng sau sẽ đục là tùng trúc cúc mai. Và cả một bộ trường kỷ đại bằng chất liệu là gỗ cẩm hồng được tuyển chọn vân rất là đẹp và gỗ từ cây to rất là chất lượng như thế này, kèm một đôn đầu bàn thì đang được Gỗ Việt Bắc bán với giá là 39.800.000. Nếu như các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ đến Gỗ Việt Bắc theo các số điện thoại 0347 169999, 0367 949999 hoặc 0352 949999.
Sản phẩm thì đang được trưng bày tại cơ sở 2 của Gỗ Việt Bắc ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nếu như các bác ở gần thì có thể qua xem trực tiếp tại cơ sở 2 của Gỗ Việt Bắc ạ. Và nếu như các bác yêu thích kênh Gỗ Việt Bắc và các sản phẩm từ gỗ quý nghìn năm thì hãy đăng ký kênh của Gỗ Việt Bắc để chúng ta luôn luôn cập nhật được những cái sản phẩm mới nhất. Gỗ Việt Bắc xin chân thành cảm ơn.